Hey, what's up? Xin chào mọi người, mình là ID Gaming và chào mừng mọi người quay trở lại với tập tiếp theo của Terraria Focus Mod trong channel của mình. Rồi thì như mọi người có thể nhìn thấy rằng là T-Mod Ladder ở trên Steam, như mọi người có thể thấy rằng là nó đã có một cái bản cập nhật để mà nó có thể tương thích được với Terraria 1.4. Thành thử rằng là toàn bộ cả cái world của mình cũng đã được chuyển ra thành Terraria 1.4. Việc chuyển ra từ T-Mod Ladder của các cái world 1.3 lên world 1.4 cũng khá là dễ thôi. Khi mà bạn load vào cái T-Mod Ladder của Terraria 1.4 đấy, thì nó sẽ có một cái dòng mà bạn có thể từ mình có thể thoát ra ngoài cho mọi người thấy. Đấy thì nó có một cái dòng là Migrate Individual Player, hay là khi mà mình click vào world thì nó sẽ là Migrate Individual World, tức là nó sẽ như kiểu chuyển cái world của mình từ T-Mod 1.3 lên T-Mod 1.4 đấy. Nhưng mà có thể thấy rằng là click to copy the Fargo over from 1.3 T-Mod Ladder. Đấy thì mình chỉ cần click vào thôi thì cái world của mình sẽ được chuyển sang hoàn toàn sang T-Mod Ladder của Terraria 1.4. Tuy nhiên thì bởi vì là mình chuyển rồi nên thử ra mình sẽ không nên chuyển nữa, bởi vì rằng là nó sẽ bị lặp lại và nó sẽ tạo ra một cái world nữa, thì nó sẽ có thể ảnh hưởng đến set mà thôi. Đấy thì khi mà được chuyển sang thành Terraria 1.4 đấy thì Fargo nó cũng được update lên khá là nhiều, với rất là nhiều thứ cũng như là rất nhiều đồ khác nhau, do rằng là nó được cho thêm một số các con boss nữa. Ví dụ như kiểu là Chosen Spiral này. Cái con Chosen Spiral này thì nó hoàn toàn khác so với con Champion of Timber nhé. Tức là kể cả nó có con Chosen Spiral rồi thì nó vẫn còn một cái update của nó là cái Champion of Timber này. Bên cạnh đây nó có cả con Deerclop, là một con boss mà được trong cái bản cập nhật mà được kết hợp với Don't Starve đấy, thì nó có con Deerclop này cộng với cả con Queen Slime cũng như là cả với con Empress of Light này. Thì cái video mà mình ra vào mấy ngày hôm trước thì nó cũng là một phần trong cái kế hoạch của mình trong cái tập này, chứ không phải là do mình lười thì mình có cái tập đấy đâu. Bởi vì nó có một cái bản cập nhật mới rồi đúng không? Đấy thì nó thêm những cái boss mới rồi thì mình bắt buộc phải gọi là đánh lại những cái con boss đấy mà mình đã progress xa đến mức độ như này rồi. Giả sử như là mình đánh cái con Chosen Spiral rồi, chẳng lẽ rằng là kể cả mình không dùng bất cứ một cái accessory nào nhá, nhưng mà mỗi tội rằng là mình vẫn có 600 máu thì điều đấy là một điều không đúng như lắm. Thế nên ra là mình bắt buộc phải tạo ra một nhân vật khác để mà mình có thể gọi là đánh lại những cái con boss đấy. À mà thêm một cái nữa, vì T-Mod Ladder nó được chuyển sang lên Terraria 1.4, thành thử ra không phải là bất cứ một cái mod nào nó cũng được port lên 1.4. Ví dụ đặc biệt như là mod Louis AFK hay như là mod Infinity của mình, với những cái đồ như kiểu là Infinite Red Potion hay là Infinite Watt Potion đấy, thì mình hoàn toàn là bị mất đi, cũng khá là tệ đấy. Tuy nhiên thì với các cái thuốc thì ở trong cái mod là Alchemist NPC thì nó cho mình được các cái thuốc liên quan đến gọi là Mage Combination này rồi, thì coi như là những cái combination này nó là tập hợp của những cái thuốc mà mình đã mất đấy, nó kiểu thế. Và mình chỉ cần làm ra được khoảng là 30 lọ là mình vẫn có được cái hưởng là Infinite Potion như bình thường. Đấy thì chung quy là mất khá là nhiều thứ đấy, đặc biệt là mất rất là nhiều thứ liên quan đến cái mod Louis AFK, nó cũng khá là tiện. Thế mà thôi, mất rồi thì thôi, vậy thì cũng chịu thôi, làm nào giờ. Đấy thì các cái con boss mới thì nó cũng sẽ có được rất nhiều những cái đồ mà mình cần thiết. Giả sử như là những cái đồ như kiểu là Bionic Cluster hay là Heart of Master hay là thậm chí là Fly Mastery Soul. Theo mình nghĩ rằng là cái bản cập nhật đấy nó cũng thay đổi một số thứ rồi. Đấy, ví dụ như kiểu là mình cần cái Swarring Insignia này từ cái con Empress of Light để mà mình mới có thể làm được cái Fly Mastery Soul này. Thì cứ coi như rằng là trong cái world này mình chưa đánh cái con Empress of Light nhưng mà mình đã gọi là đánh nó rồi. Đấy kiểu thế. Coi như là cái video hôm qua là một cái bằng chứng mà mình đã đánh nó một cách gọi là công bằng nhất có thể. Thì riêng cái con Empress of Light thì nếu như mọi người muốn mình đánh bây giờ thì cũng ổn thôi, không vấn đề lắm. Tuy nhiên thì nếu như mình đánh ở buổi sáng thì mình có thể có được cái Terra Prisma của nó thì cũng được. Cái Terra Prisma đấy thì chắc chắn là sau này sẽ để làm cái Conjurist Soul này. Tuy nhiên thì đương nhiên là cái Conjurist Soul thì tạm thời là mình chưa cần cho lắm. Đấy thì kể cả cái Conjurist Soul đấy hay là kể cả cái Arch Wizard Soul này thì nó cũng sẽ cần thêm rất là nhiều đồ khác nhau từ các cái con boss mà nó được cho thêm vào đấy. Đây ví dụ như kiểu là từ cái Bloodthorn này liên quan gì đó đến cái việc là mình cần phải câu cá dưới Blood Moon mà ở ngoài biển. Đấy thì có những cái con mini boss nó có thể spawn ra được, hay là cái Arcane Power Flower dày rồi Magnet Flower vân vân đấy. Đấy là những cái đồ mới mà Terraria 1.4 mà nó có thêm vào. Đấy thì cũng phải nói rằng là cái việc nó update lên Terraria 1.4 thì cũng rất là nhiều thứ nó thay đổi, thử ra mình cũng phải để ý. Well, thì đằng nào mình cũng đang để cái Hero Mod và Cheat Sheet ở đây rồi đúng không? Đấy thì whatever. Thì mình đánh thử lại cái con Empress of Light vào buổi sáng cho mọi người nhìn thấy. Mình đã đánh nó một cách công bằng rồi với những cái đồ mà mình có được ở trước cái con Duke Vision. Bây giờ thì mình quay ra mình đánh lại con này với những cái đồ mà mình đang có để cho mọi người thấy rằng là việc đánh lại con này nó cũng khá là dễ thôi. Ý mình là nó sẽ dễ. Ý mình là nó sẽ là dễ. Sao mình bảo là dễ mà. Từ từ đây mình tí xem nào, cứ từ từ cũng gọi là dễ, nhưng mà dễ trong cái trường hợp mà nó không one shot mình thì cũng dễ mà. Mình you
thì mình có bảo nó là dễ đâu ạ, không dễ đâu ạ, dễ đâu ạ, không dễ đâu ạ. Rồi thì để mình tắt cái hero mod về chi ship đã, mình hết việc về chúng nó rồi. Ừ đấy thì mình có bao giờ nói dối các bạn đâu nhỉ, mình cũng bảo dối. Đấy rồi thì thì cũng có một số đồ khá là mới mà nó chưa thực sự là được có được cái hình của nó trước ấy đấy. Thì thành thử ra là nó sẽ chỉ gọi là tạm gọi là hình ngôi sao như này thôi. Ví dụ như cả cái Dear Sign New này chẳng hạn này, thì cái Dear Sign New này thì mình hoàn toàn có thể sử dụng được. Cho dù rằng là nói thì mình có cái Master Ninja kia rồi thì cái hiệu ứng của cái Dear Sign New này thì nó cũng sẽ mất đi thôi. Hay là cái Kaylit Ring này là cái đồ mà nó được rơi ra từ con Queen Slime. Thì cái đồ này thì mình cũng thấy khá là lạ ở một chỗ rằng là cái hiệu ứng của nó rằng là nó sẽ immunity cho mình được cái hiệu ứng là Flip Bật Kim. Mà mình đang ở phía dưới là Underground Hollow. Thì tuy nhiên thì cái hiệu ứng mà Flippet này thì mình cũng đã được immune từ cái Pure Heart này rồi. Grand Immunity với hiệu ứng debuff của môi trường. Thì mình không rõ rằng là chắc là về sau này đấy, khi mà nó phát triển được xong cái Gaelic Wing này rồi, nó cho được thêm gọi là cái hình của nó rồi đấy, thì chắc là nó sẽ là một phần của cái Pure Heart này thôi. Rồi thì có cả cái Deer Corps này nữa, thì là từ cái con Deer Corps kia, thì nó sẽ là một cái thành phần của Lumber Fresh này. Hay là cái Precision Seal từ cái con Empress of Light đấy, thì nó sẽ là một phần của cái Soul Master. Đấy thì chung quy là sẽ có khá là nhiều thứ khác nhau ấy đấy. Thành thử ra là mình sẽ cần phải có được một cái video mà hôm nọ mình có để mà gọi là giới thiệu cho các bạn một chút về các con boss đấy. Thì đấy thì những cái lưu ý gì hay là cái cách đánh của những cái con boss đấy thì mình cũng đã gọi là show ra cho các bạn ở trong những cái video lần trước rồi, thì mọi người có thể xem lại. Đấy thì chung quy rằng là cái video nào nó cũng có mục đích riêng của nó. Chứ các bạn cứ bảo là gì là mọi người mong đợi video của mình nhưng mà cuối cùng chất lượng nó what you mean chất lượng của nó không tốt là mau. Mình hơi buồn cho cái vụ đấy. Rồi thì cứ chung quy là cất tạm những cái đồ của nó vào đây đã. Trong sau này nó muốn chỉnh sửa lại nó chỉnh sửa sau. Thêm cả cái nữa là ở bản Terraria 1.4 này thì không phải là bất cứ một cái accessory nào cũng được để ở Vanity. Trước thì mình hoàn toàn có thể để cái Spectral Enchantment này vào trong cái Vanity đấy. Nhưng mà mỗi tội rằng là trừ khi rằng là nó có một dòng là Vanity Item hay là có thể là Place in Vanity Slot thì nó mới có thể để được. Chứ bây giờ thì mình hoàn toàn là không thể để được những cái Enchantment mà mình muốn. Khi là mình có rảnh thì mình có thể swap ra cái đấy để mà mình dùng cái đấy. Thì mình lại không để ở trong cái Vanity được mà là lại tốn thêm một số các cái ô đồ trong hòm đồ của mình. Còn về vấn đề nhà cửa hay là độ hạnh phúc của NPC à, cái đi mẹ chúng mày. Cuối cùng tao làm cái đống nhà này ra cũng chỉ làm cảnh. Thì sau này tao sẽ chỉnh sửa sau vậy. Khổ quá. NPC thì chúng nó sẽ chỉ gọi là sống được ở trong một cái nhóm gọi là có 3 người thôi. Thế thành thử ra là sẽ lại mất thời gian để tao xây nhà đây. Thì nếu như mình có thể xây nhà được cho chúng nó ở các cái biome khác nhau thì nó sẽ có được các cái gọi là gì nhỉ? Chung quy là các cái pylon đúng rồi đấy. Thì cũng là một cái đồ khá là hay. À và cả một cái đồ rơi ra từ con Deer Corps này là cái Radio Thing. Cái Radio Thing này nếu như mình sử dụng thì trông coi như nó sẽ phối cho cái màu của gameplay của mình nó thành hơi bị đỏ đỏ thôi. Là mau. Mà nhìn đau mắt bỏ chết mẹ ra. Whatever. À đúng rồi, quên chưa mở cái treasure bag của con Empress of Light này xem nó có cái gì. Stellar Tool này, Soaring Insignia. Đấy, cái đồ này sẽ là cái đồ mình cần thiết để mà mình có thể làm được cái Fly Mastery Show. À, và cái Stellar Tool, đúng rồi. Thì gần như rằng là mình sẽ cần phải có những cái đồ này để mà mình có thể làm được các cái Fly Acquisition Show. Tức là chung quy rằng là mình sẽ cần phải đánh cái con Empress of Light theo đúng cái trình tự progress của game thì nó mới gọi là fair được. Thì đấy là cái mục đích của cái video trước thôi nhé. Và cả các cái whip của nó này. Một whip này thì chắc là mình cũng cầm ra mình nghịch cũng được tí. Ok rồi thì quay trở lại với chủ đề chính trong tập lần này mà mình cần phải làm. Đó chính là việc mình sẽ cần phải đánh các con champion. Thì trước khi mình đánh được các con champion nữa thì mình sẽ cần phải có được một số các cái show mà mình sẽ cần phải làm ra. Ví dụ như kiểu là cái Colossus Show chẳng hạn. Thì giữa tập này và tập trước thì mình cũng đã farm một số các cái đồ để mà mình có thể làm được cái Colossus Show ấy rồi. Bên cạnh đấy nữa là cả cái show nào nhỉ, không phải chỉ có mỗi Colossus Show đâu. Super Sonic Show nữa, đúng rồi. Ok. Super Sonic Show nữa đấy thì mình đã thu hoạch được tất cả những cái đồ mà mình đã cần thiết để mà mình làm các cái show đấy. Cho dù lên cái bản Terraria 1.4 này thì mình không biết rằng là cái Colossus Show đấy nó còn thay đổi những cái gì nữa cơ. Đây Colossus Show này. Đây biết ngay mà mình cần này, Hero Shield này hay là Frozen Shield về đây. Thì những cái shield này là những cái gì đây? Tức là mình thu thập có mỗi một cái Paladin Shield thôi nhưng mà cuối cùng là cần hai cái Paladin Shield cơ. Bao gồm mà từ cả cái Hero Shield này và cả cái Frozen Shield kia nữa. Lằng nhằng nhỉ. Frozen Shield này là từ kết hợp từ cái Frozen Turtle Shell cộng với cả cái Paladin Shield. Nhưng mà cũng thực ra mà nói thì cũng chỉ là ghép lại vào thôi, không vấn đề cho lắm. À và đúng rồi, không có cả mod Wear My Item nữa. Thành thử ra bây giờ nếu như mình cần phải đi tìm cái đồ nào mà mình nghĩ rằng mình có hay không ấy đấy thì mình lại phải đi gọi là
search từng cái hòm một. Well then, đây là thằng này nó có bán cho mình Frozen Turtle Shell rồi, nhưng mà fucking hell, 88 won, Jesus Christ. Đây chính là cái hiệu quả từ cái happiness đấy ạ. Khổ quá. Mà kể cả mấy cái con của mod này nó cũng có happiness cơ, được cơ mà. Rồi thì nhưng mà cứ để xem nào, để mình sẽ làm các cái đồ này đã. Frozen Shield này, Hero Shield này, rồi cần những cái gì nữa nhỉ để mà mình làm ra được con lớn sâu nhỉ. Warmer thì mình sẽ cần các cái present ở đây. Cái present này với lại cái goodie bag này, theo mình thấy rằng là nó cũng có drop thường khá là thường xuyên. Cho dù rằng là thời gian thì hình như rằng là nó không phải rằng là ngày gì liên quan đến Halloween hay là Christmas đâu, nhưng mà có vẻ như là cái gua của mình đang bị hiệu ứng của những cái ngày đấy, thành thử ra nó mới có. Rồi thì cứ hand warmer trước đã. Obsidian Horseshoe, Bane of Confusion này, B clock này, Anshu. Những cái đồ để mà mình làm Anshu thì mình cũng đã thu thập hết rồi. Mình vừa mới vứt cái đống đồ đấy ở trong sọt rác này à. Đây là Terraria 1.4. Khi mà các bạn giữ phím Ctrl và click ở trong hòm đồ của mình thì nó sẽ vứt nó vào trong sọt rác. Tức là mình phải ấn Shift thì nó mới được để lại ở lên phía trên. Lâu ruột quá, nhiều các cái update quá, tao quên mất. Khổ, tao lâu lắm rồi tao không chơi Terraria 1.4 nên tao không biết. Thế là lại phải mua lại cái đống đồ. Ôi sao ơi, mệt mỏi vất vả với cái đầu của mình quá, mất rồi chuyện này. Cập bích chân nhật mệt quá đi, mất tôi chuyện này. Rồi thì Anshu xong rồi nhá. Rồi thì Medusa Banner để làm cái Pocket Mirror rồi. Còn cái gì nữa không? Mệt quá. Có rồi. À, Charm of Mist, đúng rồi. Banner of Generation cộng với cái Philosopher's Stone đây để mà ra Charm of Mist. Rồi và Colossus Soul. Đây thì với Colossus Soul này thì mình lại được tăng máu tối đa của mình lên 100, cho mình được 15% damage reduction, tăng life regen của mình lên 5, kháng cho mình được knockback xuống các cái debuff cũng như là kháng được đam rơi. Enemy are more likely to target you à? Ha. Tức là nó tăng aggro của quái thôi. Nhưng mà cái việc tăng aggro của quái này thì nó có liên quan gì đến cái việc tăng cái tỷ lệ spawn rate nhỉ? Hình như nó không liên quan đúng không? Mình cũng chả nhớ cho lắm. Cho mình được cái hiệu ứng của Bane of Confusion, Star Veil và Beclock, cho mình được hiệu ứng của Shiny Stone, Paladin Shield và Frozen Turtle Shield, cũng khá là nhiều thứ đấy. Thì mình hoàn toàn có thể sử dụng được cái Colossus Soul này với cái chắc là Chalice of the Moon. Và Chalice of the Moon cũng lại là một cái đồ nữa mà mình không thể để vào Nality. Tức là lại tốn hòm đồ, God damn it. Nhưng mà dù gì. Và để mà lên được cái Supersonic Soul thì nhiều thứ đấy. Nhưng mà dù gì mình cũng có được những cái đồ ấy rồi, và những cái đồ đấy cũng không hẳn là khó để kiếm lắm. Từ con NPC là của cái mod Alchemist NPC thì nó cho mình được những cái đồ đấy ngay lập tức thôi. Rồi nhưng mà với cái Supersonic Soul nhưng mà liệu mình có cần cái Supersonic Soul không? Mình nghĩ là cần. Mình có thể thay thế được cho nó với cái Master Ninja Gear này, bởi vì nó là một cái ghép của cái Master Ninja Gear mà. Rồi thì đằng nào mình cũng cày những cái đồ của nó rồi thì chắc mình cứ làm luôn. Thứ nhất là cái bundle balloon này, thứ hai là cái Honey in the Balloon ghép lại với cái để ra được cái Ember Horseshoe. Chả hiểu vì sao lắm mình lại cần hai cái riêng biệt cơ. Tiếp đến là cái gì đấy, Magiluminescence là từ cái gì, Demonite 3 và Tô Bắt Bút. Cái này là cái gì đấy, cũng cho ta mình được thêm movement speed và acceleration à, trông có vẻ hay nhỉ. Mà cái này thì cũng làm khá là dễ thôi. Đây, Magiluminescence. Rồi thì mình sẽ cần thêm cả cái Reindeer Bell này, mình cần cả cái Ancient Horn này đúng không? Đây mình có Ancient Horn rồi. Ancient Horn này từ mấy con Basilisk là ở phía dưới của khu vực desert là có. Master Ninja Gear này, rồi cái Elder's Boot này, đủ rồi chưa? Chưa đủ đồ cả. Quên Sweet Hot Neck Laser. Có rồi. Thế mình thiếu cái gì nhỉ? Đúng rồi, cả cái My Cut Card này nữa, cũng như là cái Blessed Apple. Cái Blessed Apple của mình đâu ấy nhỉ? Mình không có cái Where My Item bây giờ. Đây là có lẽ là một cái vấn đề đau đầu rồi đây. Blessed Apple ấy. God, không có cái Where My Item bây giờ, đi tìm đồ đau đầu quá. Khổ, mình lại cứng đầu, mình không chơi cái mod Magical Storage cơ. Đấy, trong một cuối cùng bây giờ thì mình lại mất đi những cái mod như kiểu là Where My Item thì mình lại ngồi cười. Mình ngồi than. Thế nào cũng được. Mình biết là mình có Blessed Apple nhưng mà mình để ở đâu đấy? Mình biết là mình có. Và cái Blessed Apple này thì mình sẽ cần cái banner nào nhỉ? Banner của con Gastropod à? Liệu mà cái chỗ mà mình hay ngồi để mình farm bên Halo này, mình đã có được cái banner của con Gastropod bao giờ chưa? Mình nghĩ là có rồi chứ. Đây, có, may quá. Rồi, fucking hell. Đủ đồ được cái Supersonic Soul chưa? Rồi, Supersonic Souls. Đấy thì mình cũng phải gọi là tập hợp hết các cái nguyên liệu ấy rồi thì mình mới có thể làm được những cái đồ đấy chứ. Đấy thì mình cũng phải là tập hợp các cái nguyên liệu của nó trước rồi, chứ không thì còn lâu mình mới làm được. Vì cái đồ của nó đòi hỏi nhiều thứ quá là mau. Thế cũng có nghĩa rằng là mình lại thêm được một ô trống để mà mình có thể là đặt được một cái enchantment nào đó là mình muốn. Tuy nhiên thì cái enchantment mà mình muốn thì mình nghĩ rằng là mình có thể làm được cái Nebula enchantment. Nebula enchantment thì cũng đơn giản thôi. Mình cần Nuna Flare. Fucking hell.
damn it. Mà dù gì chắc là Mulan cũng không phải là vấn đề gì của mình cho lắm. Tuy nhiên thì liệu mình muốn sử dụng Nebula Enchantment hay là mình muốn sử dụng cái bộ Nebula nói chung? Bởi vì rằng là cái buff của nó mà mình nhặt được ấy, các cái buff sâu ấy mà mình nhặt được, thì cái hiệu ứng buff của nó bị cap ở mức là 2, trong khi đó của cái bộ Nebula là 3. Cái khả năng enchant của cái Nebula này thì cũng được thôi, nhưng mà vì nó lên là 3 thì nó sẽ tốt hơn một chút, nhưng mà mình cũng không chắc lắm. Chắc là mình cứ giữ bộ Gaia này đi, còn cái Nebula Enchantment này thì mình tính sau. Chung quy là dam của cái bộ Gaia này nó cung cấp cho mình thì sẽ tốt hơn, bởi vì là cái Gaia là cái bộ All Class. Ôi dồi ôi, nhanh thế. Ôi dồi ôi, nhanh thế. Mình hơi lười tiếc vì mình sử dụng cái Super Sonic sau này. What the fuck, nhìn cái tốc độ chạy của mình này. Cái gì đấy? Ôi dồi ôi, dùng cái Super Sonic sau này là hơi sai rồi. Mình không nghĩ là nó nhanh đến mức độ như thế này. What the fuck? Click click có một tí thôi, mình double tap nhiều quá thì nó thành dash. What the fuck? Mà tôi dùng gì, fucking hell, đã chót làm rồi. Liệu trong này nó có cái chỉnh sửa gì liên quan đến cái Super Sonic sau không? Thế thì chạy như thế, tao đau đầu lắm. Transparent Minion and Support Attack. Tức là cũng tiện này. Chắc là những cái đòn đánh từ các cái đồ mà mình có ở đây, hay là những cái đòn đánh từ những con quái thì nó vẫn có đúng không? Nhưng mà tội rằng là gì là nó tăng hình, thì nó sẽ đỡ bị loạn trên màn hình hơn. Đấy, chung quy là những cái đòn đánh của nó thì có, nhưng mà mỗi tội rằng là nó gọi là tàng hình đi thì thử ra là đỡ bị loạn mắt của mình. Cũng được. Ê, cũng khá là ổn. Nhưng mà mình làm cái Super Sonic sau này là mình sai rồi. Thì để nó nhanh quá, không đỡ được. Nhưng mà trong này nó cũng chả có cái chỉnh sửa quá gì cho cái việc là giảm cái tốc độ chạy đi. Bây giờ thì mình cần giảm tốc độ chạy đi. Fucking hell. Nhưng mà mình cứ để xem mà, đánh cái con boss tiếp theo á, để xem mọi thứ nó có tệ hay không. Mình nghĩ sẽ rất là tệ đấy, bởi vì rằng là cái tốc độ chạy này thì nó quá đà quá. Sau này mẹ mình đánh cái con như kiểu là cái con Mewton thì mình tránh các cái đòn đánh của nó kiểu gì. Mẹ, bởi vì chạy nhanh quá thì cứ đập vào hết cái projectile này đến cái projectile kia thì nghe chừng có vẻ là không ổn cho lắm. Thực ra mà nói là nó cũng đều gợi ý cho mình sử dụng cái Super Sonic sau này, nhưng mà con boss tiếp theo sẽ là con Champion of Terra, là sử dụng cái CG của Champion này ở phía dưới Underground này chung thôi. Nhưng mà ở Underground thì mình lại chưa có được cái chỗ để mình đánh, thành thử ra mình có thể là giật tạm cái khu vực là mình đánh con Plantera để đánh cái con Champion of Terra cũng được. Nó cũng gợi ý cho mình sử dụng cái Precision Shield với lại Nebula Enchantment này. Chắc là mình cũng muốn sử dụng cái Nebula Enchantment thật. Heart of Master có rồi, mình không có thể không cần nhất thiết cả dùng cái Challenge of the Moon. Precision Shield à, nhưng mà tại sao nó cần cái này? Rebuild Hurtbox Size for Projectile, tức là các cái Projectile nó sẽ giảm cái hitbox của nó xuống. Với lại giữ cái nút Precision Seal Key này để mà disable dash cũng là double jump của mình. Liệu mình có muốn cái này không? Bởi vì cái việc là mình tap cái nút WASD của mình nhiều quá, thành thử ra là nó rất dễ để mà gọi là mình dash đi, mà thành thử ra là những cái con boss mà nó bắn ra như kiểu Tohu ấy đấy, thì việc mà mình dash loạn quá thì nó đương nhiên là không tốt rồi. Thì mình cũng có thể sử dụng cái Precision Seal cũng được. Và với cái nút để mà mình có thể gọi là sử dụng cái siêu đấy thì mình sẽ cần left shift left shift thì mình sẽ cần phải giữ cái nút left shift, sau đó mình di chuyển thì mình sẽ không bị mình sẽ disable cái khả năng dash của mình đi, thì cũng sẽ khá là tốt thôi. Nhưng mà chắc là mình đang có vui cái ý định này, mình đang muốn sử dụng cái nút để mà hạn chế cái khả năng di chuyển của mình ở nút cách, thì mình phải giữ cái nút đấy thì mà mình có thể di chuyển một cách cẩn thận. Thì mình hoàn toàn có thể rằng là giữ cái nút đấy và giữ cái nút sc để mà mình có thể gọi là lơ lửng trên không khí và di chuyển một cách cực kỳ cẩn thận. Thì đấy, thì mình nghĩ rằng là đấy sẽ là một cái điều tốt hơn khá là nhiều đấy. Thì cái khả năng di chuyển của mình tuy rằng là nó hơi bị nhanh một tí, nhưng mà mỗi tội rằng là mình hoàn toàn có thể giữ như thế để mà mình có thể di chuyển cẩn thận hơn. Rồi thì cái chỗ của mình đánh sẽ là chỗ này. Tuy nhiên thì cái chỗ này thì mình có suy nghĩ rằng là hơi bị nhiều platform quá, thì để mình clear cái chỗ này một chút đã. Mình mới chỉ hình dung được cái con Champion of Terra này nó như kiểu là một con sâu thôi, thì mình không chắc lắm là nó sẽ đánh nó sẽ như thế nào lắm. Cái con này tuy là sâu thật đấy, nhưng mà mỗi tội rằng là chỉ có đầu nó mới có thể bị gây đam thôi, thành thử ra là cứ thử xem mà. Ui dồi ôi, nhưng mà fucking hell, lại tụt FPS rồi. Cái nguy cơ rất cao rằng là khi mà mình đánh Mewton thì cái FPS của mình cũng tụt vãi cả trưởng. Ao. Cái trò đấy là cái trò gì nhỉ, mình không rõ lắm. Nhưng mà FPS tụt thì tao đánh kiểu gì giờ? Còn mình quên mất, mình đánh xong con Mulan rồi thì mình hoàn toàn có thể sử dụng những cái vũ khí mà của mod. Ui dồi, nhưng mà FPS tụt kinh quá. Từ. Mẹ nó, FPS tụt kinh quá.
cho cái quality lâu này rồi, frame skip on rồi, Jesus Christ, chứ không thì tình hình thế này thì cho này là off, này tạm này đi. Disable hết tất cả mọi thứ, xong rồi bỏ background vân vân để mà mong là mình có thể gọi là tăng FPS một tí. Chết thì mình không chết được nổi đâu, nhưng mà mỗi tội rằng là Jesus fuck, không làm được gì nổi. Ow. Nó có hiệu ứng on fire với lightning rod này. Con này thì tạm thời là trông có vẻ là không, nó quá là khó lắm. Cùng vì mình đang chơi ở cái mức FPS khá là thấp, tình thử ra là mọi thứ nó hơi bị slow motion một tí. Nó hơi tệ một chút đấy, nhưng mà mỗi tội là mình bắt buộc phải làm thế thôi. Thì thực ra mà nói là những cái con champion này thì nó cũng chỉ như kiểu là mi boss thôi mà. Chứ đến khi nào có đánh con Mutant hay là đánh cái con kia thì nó mới gọi là thực sự là boss chính cơ. Ao. Ao, what the fuck? Mày đùa tao đấy à? Hình như rằng là trong cái phase đấy là mình bắt buộc phải đi vào trong người nó. Nếu như mình đi ra ngoài người nó thì đấy, chuyện đấy nó vừa xảy ra đấy. Để đánh cái con champion ở Terra mà cái FPS của mình nó tụt này rồi thì mình không biết rằng là đến lúc đánh con Mutant thì nó còn thế nào nữa. Ôi dồi ôi, Jesus fuck. À đây, 10% máu đó đây. Holy. Dồi ôi, tụt FPS. Cái tụt FPS này thì mình nói là mình không tránh được rồi, bởi vì rằng là nhiều thứ trên màn hình quá. Chơi đi. Rồi, về EZ con này thì cũng không vấn đề lắm. Thế nhưng mà từ, có vẻ như rằng là cái Super Sonic Show không nói qua là tệ lắm. Nếu như không có boss nào thì cái khả năng zoom tốc độ của mình thì nó cực kỳ nhanh. Nhưng mà nếu như có boss thì nó lại hạn chế tốc độ lại của mình đi một chút. Thì cũng được. Mình đang hơi bị lo có cái Super Sonic Show này, nhưng mà cũng có vẻ là không nói qua là tệ lắm. Rồi, Champion of Terra fucking mũi. Cái Golden Shower này từ đâu ra đấy? Mình vừa giết cái con Jungle Mimic ở đây, nhưng mà tại sao lại rơi ra được whatever, đây là mod mà sao mình Terra Toilet. Nhưng mà như vậy là cái con Champion nó rơi ra hay là cái con Jungle Mimic nó rơi ra đấy? Cũng chả biết lắm. Cũng phải nói rằng là vì do rằng là mình bị tụt FPS đâm ra mình mới đánh được. Giả sử mình không bị tụt FPS thì mình cũng rõ lắm thì mọi thứ nó thế nào. Như vậy là đấy là con Champion thứ hai nhá. Mấy con Champion này thì có vẻ là không nó quá khó lắm. Thì chắc là mình cứ tiếp tục đánh tiếp thôi nhỉ. Champion of Earth là mình sẽ cần phải summon nó ở Underworld, ok. Nhưng mà Terra Toilet, thằng nào muốn sử dụng Terra Toilet được không? Xịn sò luôn. Đấy, mình hoàn toàn có thể để đấy cũng được. Rồi, đến được con tiếp theo là con Champion ở cái gì đấy như mình vừa nói. Con này nó sẽ cần, nó cứ muốn mình sử dụng các cái fort này à. Nhưng mà thôi, chắc là mình hơi bị lười làm fort một tí. Mấy cái con Champion này thì mình cứ đánh một lần ở trong lúc mình quay thôi. Còn khi là mình muốn farm các cái đồ nó thì mình sẽ farm sau. Bên cạnh đấy thì mình cũng muốn gọi là làm các cái enchantment một cách gọi là tử tế, gọi là thẳng trực tiếp luôn. Thì mình chưa muốn gọi là farm các bọn Champion này làm gì cả. Rồi thì Champion of Earth này, con này thì mình cũng có nhìn qua rồi. Thì con này thì mình sẽ cần phải di chuyển thế nào, gọi là di chuyển dọc thôi, chứ mình không cần phải di chuyển gọi là sang hai bên quá là nhiều. Thì cái đấy cũng là một cái cần mình cần phải lưu ý. The Core of the Planet Rumble. Ui dồi, nhưng mà phải để ý với cái tay của nó cả. Ui, gần chết rồi đấy, làm ao. Ui da, ao, God damn it. Như vậy là mình nhầm, mình vẫn cần phải di chuyển ngang. Nhầm. Ui, ao. Đây là cái lúc mà mình cần phải di chuyển cẩn thận này. Mình cứ tưởng là con này nó dễ lắm, hóa ra là lại còn có cả second phase nữa cơ. Là được hồi máu là mau. Con này dày máu quá. Không dễ như con Terra rồi, cá trẻ biết. Không một. Bây giờ bắt đầu nó hơi bị đuối rồi đấy. Thành thử ra là mình sẽ cần phải sử dụng một cái đồ nào đó, vũ khí của mod. Mà những cái vũ khí của mod thì sẽ thông thường là những cái vũ khí mà mình sẽ cần phải gọi là, có như nào nhỉ?
mình sẽ cần phải sử dụng cái đây, cái overloader này, sau đó kết hợp với các cái đồ để mà mình gọi boss nữa, ví dụ như kiểu cái flashy door này để mà mình ra được cái gọi là cái trophy hoặc là cái energizer. Thì để xem nào, cái bundle of door theo mình nhớ không nhầm là như thế. Thì đây, cái bundle of door đây thì mình sẽ cần phải sử dụng 10 cái bundle of door này để mà mình có thể ra được cái energizer, và để mà sau đó mình mới có thể sử dụng được một cái đồ magic mod. Cái đồ đấy là cái nâng cấp từ cái flashy hand thì phải. Đây, cái the regurgitator. Đây, mình cần 10 cái bundle of door nhá, 10 cái cộng với cả Luminae 3 nữa. Ừ, 10 cái overloader tức là 3.6 plat cộng với 1.8 plat nữa. Jeez. Cũng may là mình cũng có một cái cách để mà mình kiếm tiền rồi. Và mỗi một cái bundle of door này nó sẽ tạo ra nhiều các con Warflash. Tức là nếu như mình dùng 10 cái bundle of door thì nó sẽ tạo ra tầm khoảng là 100 con Warflash. Ừ, 100 Warflash thì 100 Warflash vậy. Nhưng mà dùng cái bundle of door này chắc là thằng Gai là không chết đâu đúng không? Ừ. Ôi giời ơi, Jesus fuck. Nó mưa dùng luôn cả 10 các vị ạ. Máy tính tao không chịu được cái vụ này. Jesus Christ. 25 26 27 Ôi dồi ôi, máy tao nó yếu lắm. Holy fucking shit. 6 9 7 9 8 9 9 100. Ôi dồi ôi, lag máy. The swarm has been defeated. Thế vậy là mình có được cái energizer chưa? À đây, có cái Wally energizer rồi. Ờ, mọi người, mình nhìn thấy. Đây, Wally energizer. Holy fuck. Mở 74 cái chai cho bác. Ờ, về nhà để mở 74 cái chai cho bác đã. Ờ. Mới có 120 cái bác thôi mà nó tụt 4 FPS của mình rồi là bao. Rồi, tổng cộng như vậy rằng là mình kiếm được 20 platinum. Cũng có vẻ là không có lãi nhưng mà cũng không bị lỗ lắm nhỉ. Để mình xem, mình tính lại xem mà. Mình mua cái flashy door này là 18-20 silver. Tức là 10 cái là 1.8 plat cộng với cái này là 3. Ồ, nhưng mà khá là lãi đấy. Ừ, như vậy là khá là lãi. Ừ, cũng là một cách để mà mình kiếm tiền khá là hay nhỉ. Nhưng mà mẹ hại máy quá. Fucking hell. Rồi Wally Energizer, mình sẽ cần cái flash hand này cộng với cả 10 cái 3 Luminae để mà ra được cái The Regurgitator. Ôi giời. Tên mà chẳng tiếc, đau hết cả mồm. Godly luôn. À nhưng mà liệu mình muốn Godly hay là mình muốn, chắc là mình vẫn muốn Mythical thôi, bởi vì đang là Rune Magic mà. Đây, The Mythical Regurgitator. Vẫn đọc đau hết cả mồm. À để xem mà trông nó như thế nào. Ồ, như kiểu súng bắn laser nhỉ. Sau đó nó còn tụ ra một cái đòn đánh nữa mà mình có thể thả ra để mà mình bắn phóng cái này ra. À, cũng hay đấy, hay đấy. Rồi, quay lại với cái con champion kia. Chắc là lốt con champion kia rồi thì mình dừng cái tập lại tại đây cũng được. Mẹ boss mới chả biết lạc tung hết cả máy. Ồ, máy yếu thế đấy, là nào. Đam nó có thực sự được nỉnh hơn so với cái ấy không? Ừ, mình cũng không chắc lắm. Rồi, phase 2 này. Khá là khó để mà nói là đam liệu nó có thực sự được nhỉnh hơn so với cái last season không. Ai da fuck. Không nhìn được nổi đam của mình là mau. À nhưng mà cũng có vẻ như là mình sẽ cần phải dùng cái Nebula Enchantment. Bởi vì cái Spectre Enchantment này hơi khó để mà biết rằng là liệu mình có được hồi máu hay không ý. Ừ, hồi máu nó không bằng nhiều. Ừ, cũng phải công nhận là như thế. Ừ thì Nebula Enchantment. Nhưng mà mình sẽ cần cái Null Flame không. Ừ, tức là mình bắt buộc phải mua cái Treasure Bag từ con Mulan nếu như mình muốn mọi thứ nó nhanh. Ừ, thêm một cái nữa rằng là mình không đủ Nebula. Nhưng mà một vấn đề nữa rằng là mình không đủ Luminae và Nebula. Ây xa. Không, Nebula thì mình có thể đủ nhưng mà mình chắc chắn là mình không đủ Luminae. Thế mới nhục chứ này. Mẹ EZ. Ừ, nhưng mà đánh con Mulan này mình dùng cái Last Prism vẫn còn tốt hơn cả cái Regurgitator nhá. Mình cũng không hiểu lý do lắm. Mà thật sự là nói thì cũng không biết rằng là liệu cái Regurgitator này nó có đáng để mà mình craft hay không. Nebula Helmet, Nebula Breastplate và mình thiếu Nebula để mình làm cái quần. Nhưng mà mình có thể craft được cái Nebula Fragment từ các cái Fragment còn lại nhưng mà không vấn đề lắm. Nebula Fragment, ok.
rồi lại. Mình thực sự có một cái cảm giác rằng là cái Last Vision của mình vẫn gây nhiều đam hơn. Ừ. Ê, Last Vision nó còn gây được mười mấy nghìn đam trên giây mà. Nhưng mà tao vẫn đang chết dần đờ mờ. Yep, Last Prism vẫn dễ hơn nhiều. Ừ, Last Prism vẫn dễ rất nhiều đam hơn nhiều so với cái đồ mod này. Tên là khổ cái máy của mình. Phải chạy game 30 FPS để mà làm ra được cái đồ này, nhưng mà cũng chả là khỏe lắm. Rồi, chi mình có được Titanium Enchantment có rồi, Lady Enchantment tao cũng có rồi, và Coban Enchantment là mao nó rơi ra được 3 đồ, thì 2 trên 3 đồ của mình thì mình đã làm được 4 rồi. Ok, thì thế nào cũng được. Ok, thì như vậy là tập thứ 18 trong series Terraria Fagos Mod. Mình xin dừng lại tới đây. Mọi ý kiến đóng góp về cho channel của mình, nhưng mà series của mình hoàn thiện hơn thì các bạn cứ viết comment. Đương nhiên là mình sẽ đọc hết rồi, và mong người sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ mình trong thời gian tới. Thì nếu như bạn thích gameplay này, bạn thể like cho nó. Nếu như bạn thích gameplay được hơn nữa, bạn thể subscribe cho mình, cũng như là chia sẻ cái gameplay cho bạn bè các bạn, những người cũng sẽ chơi Terraria, Stardew Valley hay là bất cứ dạng game indie nào chút, để mọi người biết được channel của mình được nhiều hơn và channel của mình được mở rộng hơn. Và nếu như có bất cứ câu hỏi gì cần đặt ra cho gameplay thì cứ viết một comment, đương nhiên mình sẽ trả lời tận tình trong tầm hiểu biết của mình. Ok, thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo ạ. Terraria Fagos Mod trong channel của mình.